Chào các bạn trở lại kênh Sô Ba Nguyễn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cách tỉa hoa. Nói về hoa này thì các bạn cũng biết hết rồi mà. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn tỉa hoa bằng một chiếc lạng củ cải này. Để tỉa hoa này các bạn cần cho mình củ cà rốt. Các bạn cố gắng chọn cà rốt đầu dưới nó to một chút nhé, đừng nhỏ quá, tỉa rất khó. Đó, các bạn chọn củ cà rốt như này cho mình. Sau khi nạo vỏ, các bạn tỉa cho mình thành 5 góc cạnh cho mình để tạo thành 5 cánh. Các bạn tỉa. Sau khi tạo thành 5 góc cạnh như này, các bạn chuẩn bị cho mình một bát nước nhé. Bát nước này để mình sẽ tỉa hoa vào đây. Thì các bạn sẽ dùng cái lạng này các bạn tạo thành 5 góc cánh cho mình. Sau khi các bạn tạo thành cái 5 góc cạnh này, các bạn sẽ dùng này các bạn tỉa cho mình. Các bạn giữ cánh này xong các bạn tỉa tiếp này cho mình. Đó. Các bạn giữ cánh này, các bạn tỉa tiếp cho mình. Giữ cánh này, các bạn tỉa tiếp cho mình. Các bạn giữ hai cánh hai bên này, các bạn tỉa cho mình. Giữ hai cánh này. Sau đó các bạn sẽ dùng một tờ giấy. Các bạn xoay cho mình. Các bạn sẽ ra được 5 cánh.